Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo sẽ có đường băng thứ 3 ở Tân Sơn Nhất và đình chỉ thi công mọi công trình trong sân golf Tân Sơn Nhất. Nhóm phóng viên RFA tại Việt Nam ghi nhận ý kiến dư luận về vấn đề này. Câu chuyện sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập nước mỗi khi Sài Gòn mưa lớn và các chuyến bay đi và đến ở Tân Sơn Nhất luôn nhiều quá tải so với sức tải của cảng hàng không này, có vẻ như chẳng còn là chuyện lạ. Thời gian gần đây, vấn đề quỹ đất của sân bay bị quân đội dùng để xây sân golf và nhà nước dự tính sẽ di dời Tân Sơn Nhất về Long Thành trở nên nổi cộm. Trước các luồng dư luận trong và ngoài nước, ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo sẽ có đường băng thứ 3 ở Tân Sơn Nhất và đình chỉ thi công mọi công trình trong sân golf Tân Sơn Nhất. Dư luận lại một lần nữa bán tính bán nghi. Một cư dân thành phố Sài Gòn yêu cầu giấu tên chia sẻ. Bị ngập là do các ổng đang chiếm để làm cái sân golf. Bây giờ mới lòi trành ra là bây giờ đấu đá nhau từ trung ương để coi như trả thế lại cái Tân Sơn Nhất. Tại vì Tân Sơn Nhất bây giờ anh chiếm cái miếng đất nó vòng sân golf của mấy ông lớn không mà. Thành anh chiếm cái miếng đất để hẹp trở lại, muốn dời cái sân bay xuống Long Thành. Do đó bây giờ nghe là coi như đấu đá nhau trên chiến trường của trung ương nó làm lấy trở lại. Tại vì cha em thiếu tướng của quân đội là lấy đồng sân gôn để mình kinh doanh đó, chia phần ra đó. Thì bây giờ đang lỡ dở, đang để họp và tất cả quốc hội để coi để quyết định như thế nào. Cái bây giờ em thâu đó là em còn có một cái là cái khúc của phía tây này thôi. Cái hồi đó sân bay đó nó có rộng xuống tới cái bà điểm, không được ai làm nhà. Mà hôm qua tới đường Quang Trung, nó bao hết đường Quang Trung. Nên trường Hòa Giáp cũng xuống tới Nguyễn Kiệm luôn để mà hạ cánh, không được làm gì hết. Sau này cái là con đường Bạch Đằng có ổng chiếm cho có ổng làm nhà, cho nên nó đắt một nhà thấp xuống. Ai rồi trẻ ra cho nằm được về chứ không có ấy, thành ra chiếm đất. Rồi bây giờ cái miếng đất mà chỗ mà điểm mà lên tới khúc trên này là có ổng thâu tới lại sân bay để mà muốn ở đầu ý định là dời xuống sân bay xuống Long Thành để chiếm cái đất miếng đất là miếng đất màu mỡ làm khách sạn làm sân golf để là quốc tế. Theo vị này là một cư dân sống ở quận Gò Vấp, đoạn cuối đường Quang Trung, nơi tiếp giáp với phía sau sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đã chứng kiến toàn bộ sự đổi thay của khu vực đất thuộc sân bay kể từ khi người ta xây dựng sân golf. Trước đây chừng 15 năm khi sân golf chưa được xây dựng, khu vực phía sau sân bay Tân Sơn Nhất được bố trí các tạm gác của bộ đội phòng không không quân. Và điều quan trọng nhất là có một con kênh rộng chừng 10 mét, sâu 5 mét bao quanh khu vực sân bay và thông ra sông. Mỗi khi có mưa lớn, nước từ sân bay sẽ thoát ra phía sau có độ cao thấp hơn, sau đó chạy vào kênh thoát nước và đi ra sông. Kể từ ngày sân golf được xây dựng và ngăn cách với sân bay bằng một bức tường cao, thì con kênh thoát nước thuộc về sân golf, nó dành để thoát nước sân golf. Một khi mưa lớn, chính bức tường ngăn cách giữa sân golf và sân bay đã giữ nước ở lại sân bay, khiến cho các phi đạo bị ngập. Hiện tại, muốn sân bay hết bị ngập, chỉ có một cách duy nhất là đập bỏ bức tường ngăn cách giữa sân bay và sân golf, khỏa mặt bằng của sân golf trở về nguyên trạng trước khi xây để nước có đường thoát. Bởi vị trí sân bay Tân Sơn Nhất tọa lạc là vị trí cao nhất trong thành phố Sài Gòn. Bằng chứng là hầu hết các trận mưa đều không làm sân golf ngập mà chỉ ngập bên phía sân bay. Vị này khẳng định quan sát của ông không hề sai, bởi mọi trận mưa, khu vực ông sinh sống không hề bị ngập lụt và sân golf vẫn khô ráo, khách vẫn ra vào chơi golf. Bởi sân golf đã thừa hưởng được một con kênh thoát nước quá tốt với vị trí quá lý tưởng mà trước đây người Mỹ đã quy hoạch để xây dựng và mở rộng sân bay. Ông nói rằng chính sân golf đã bức tử sân bay Tân Sơn Nhất bằng cách đắp các đồi núi, các mức đường thoát nước, thậm chí xây bức tường đóng vai trò như đập cản nước từ Tân Sơn Nhất mỗi khi có mưa. Và nói cho cùng thì hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất đã trở thành một cái ao, bởi so với sân golf thì sân bay thấp hơn nhiều, lại không có đường thoát nước. Trong lúc khách trong sân golf đang ung dung đánh golf trò chuyện, nhâm nhi nước trái cây, thì khách trong sân bay loay hoay hớt hải vì đường băng ngập nước, chuyến bay bị hoãn. Một cư dân khác sống ở thành phố Sài Gòn cũng yêu cầu giấu tên, chia sẻ. Vấn đề là, ông thấy là nó mở đường băng thứ ba, tức là nó là một nước cờ để tính khen thôi. Chưa thể bảo là nó là ổn đâu. Tức là cái đường băng thứ ba thấy cái đường băng vào cái sân golf này là vào chỗ khác. Tức là dừng các cái hoạt động lại, các hoạt động xây cất lại. Để các nhà tư vấn nước ngoài, sẽ xác định cái đường băng thứ ba đấy ở đâu. Thế nhà tư vấn bảo là cứ phải giải tỏa cái chỗ, không phải giải tỏa cái chỗ kia, cái chỗ sân golf. Cũng chưa chưa phải là cái gì nó ấy đâu.
chỉ là gọi là trước dư luận thì ông dừng lại đã để ông xem xét tình hình. Nó kiểu như hoãn binh, nhưng mà hoãn binh nó có chiều hướng là bơm, tức là nâng bóng ông Phúc lên. Theo vị này, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ xây thêm đường băng thứ 3 trong sân bay Tân Sơn Nhất là một tin mừng, nhưng cũng là một điều đáng xem lại. Bởi từ lâu, những thông báo của các lãnh đạo nhà nước luôn có tính nước đôi, nói cho có, nói như là một giải pháp tình thế hơn là quyết định hay quyết sách. Gần đây nhất là vụ ông Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải tuyên bố sẽ lấy lại lề đường cho người đi bộ và làm khá căng thẳng, gay gắt, thậm chí là hàng học với dân. Nhưng lấy xong lề đường thì lại tính chuyện cho thuê, đâu lại vào đó. Dân chỉ tốn thêm nhiều thứ chứ chẳng được gì. Và vị này cũng bày tỏ quan ngại về vụ Đồng Tâm Hà Nội. Dường như chính quyền Hà Nội chỉ đưa ra lời hứa để đối phó với dân khi dân nổi giận, nhưng sau đó lại nuốt lời, truy tố hình sự đối với nhân dân Đồng Tâm. Và hiện tại, vụ sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang gây bức xúc trong nhân dân, các mũi dư luận cũng đang nhắm tới. Liệu quyết định xây thêm đường băng thứ 3, trong khi không có lời hứa nào về việc giải tỏa khu sân gôn và đất sân bay ở Long Thành cũng đang tiến hành giải tỏa đền bù, có gì đáng để tin cậy, hay cũng chỉ là giải pháp tình thế? Vị này chia sẻ thêm là theo ông, rất có thể đường băng thứ 3 được xây dựng, nhưng chưa chắc khu đất sân gôn được trả lại cho sân bay toàn bộ bởi lý do nó là đất quốc phòng. Trong khi đó, có một vấn đề vô lý là quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội trực thuộc Đảng Cộng sản. Vậy thì đất của quân đội cũng là đất cho đảng cấp và nói sâu xa hơn là tài sản của toàn dân và do nhà nước quản lý, quân đội quản lý. Và ở đây, quân đội không thể viện lý do đất quốc phòng để gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân được. Nhưng câu chuyện sân bay Tân Sơn Nhất và sân gôn thì lại khác. Nó cho thấy quân đội đã đạp qua quyền lợi của nhân dân để kinh doanh và hưởng thụ. Vị này tỏ ra bức xúc vì tình trạng cắt cứ quyền lực lan tràn khắp mọi nơi, ngay cả khu vực nhạy cảm nhất, nhiều tai mắt dòm ngó nhất như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà người ta cũng không chừa. Từ nạn trộm cắp hành lý trong sân bay, rồi nạn ngập nước, bên kia bức tường là chỗ kinh doanh của quân đội lấn chiếm diện tích sân bay. Mọi sự có vẻ rối như canh hẹ, liệu ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đủ bản lĩnh và căng trường để giải quyết mọi việc êm xuôi? Câu hỏi của vị này cũng là câu hỏi chung của người dân trong lúc mọi chuyện đang ngày càng thêm nhiều rối rắm do nhà cầm quyền gây ra. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam. Nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên họp vào ngày 13 tháng 6 cũng lên tiếng đồng ý rằng việc thu hồi đất sân góp để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất hiện nay là thật sự cần thiết. Đại biểu Lê Thanh Vân thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau đưa ra căn cứ thực tế của nhiều nhà ga quốc tế ở các nước như Australia, Nhật Bản, được các nhà khoa học khẳng định diện tích trong sân góp do quân đội quản lý hiện nay có thể thu lại để mở một đường băng dài 2,6 km. Đại biểu Nguyễn Đức Kiên thuộc tỉnh Sóc Trăng cũng ủng hộ biện pháp thu hồi đất sân góp để mở rộng phi trường. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Đức Kiên nêu rõ, Bộ Quốc phòng cũng chỉ là một bộ trong bộ máy nhà nước và trực thuộc chính phủ, do vậy phải thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo luật chứ không theo mệnh lệnh cấp trên. Phải sau hàng chục năm, sân bay Tân Sơn Nhất bị giải thịt đến 157 hectare để phục vụ các công trình ăn chơi nhảy múa như sân gôn và nhà hàng. Đến đầu năm 2017, Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải mới lần đầu tiên lấp ló đề xuất muốn giải quyết được tình hình của Tân Sơn Nhất, cần tính tới tất cả các phương án, kể cả phương án thu hồi đất quân sự ở phía bắc sân bay và 127 hectare đất trong sân bay đang làm sân gôn. Có thực như vậy không? Dù chỉ mới trên phương diện đề xuất hay chỉ thuần túy là một chiêu trò ma mị để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận về cảnh nhén tắc cả đất lấn trời của sân bay trong khi nhóm lợi ích quân sự vẫn đang hoành hành. Từ vài năm qua, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình thế bế tắc giao thông, phía quân đội, mà cụ thể là viên đại tướng bị coi là thân trung Phùng Quang Thanh, cùng con ruột là đại tá Phùng Quang Hải, đã không một lần nhượng bộ đòi hỏi của làn sóng dư luận để thu hồi về diện tích sân gôn mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó lại càng không. Đại tá Phùng Quang Hải lại là chủ của một doanh nghiệp lớn trong quân đội mà được biết đã chiếm được rất nhiều khu đất vàng ở nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất. Dù diện tích đủ để thiết lập một sân bay khổng lồ với hơn 3.000 hectare thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, nhưng từ sau năm 1975, sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thẳng tay lấn chiếm diện tích bãi thừa khi đại gia nhóm lợi ích quân đội đã chiếm 157 hectare đất vàng làm sân gôn, nhà hàng, khách sạn, chung cư. Đến lúc này, phương án xây dựng hai đường băng cách nhau cả km với diện tích hiện tại
là quá khó. Mọi việc chỉ nhúc nhích chuyển động sau cú rớt đài của Trấn Thành tại đại hội 12 vào đầu năm 2016, kéo theo là cú ngã ngựa của đại tá Hải vào cuối năm đó. Sau câu chuyện ra đi của cha con Phùng Quang Thanh, dường như xuất hiện sự nổi dậy của một nhóm tướng lĩnh trong quân đội, những người mà từ lâu đã bất đồng chính kiến với Tướng Thanh về đối sách với Trung Quốc và phản ứng với vô số lợi ích của gia đình Tướng Thanh. Tuy nhiên, sau khi nhóm tướng lĩnh trên có ra mặt ủng hộ chủ trương thu hồi Sơn Gôn, mọi chuyện vẫn không hề dễ dàng. Cứ nhìn vào lễ ký kết giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải mới đây, thì có thể thấy ngay tương lai đánh lận con đen. Phía quân đội chỉ cho mượn 21 hectare để tạm thời mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng có điều kiện là sau khi sân bay Long Thành được xây dựng xong, thì 21 hectare đó phải trả lại cho quân đội. Trả lại cho quân đội hay trả lại cho nhóm lợi ích trong quân đội? Ngay giới truyền thông nhà nước cũng mâu thuẫn kịch liệt khi đưa tin nóng hổi về lễ ký kết biên bản giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải về 21 hectare đất dùng để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Sự khác biệt về cách dùng từ bàn giao và tạm bàn giao hay cho mượn đã phản ánh một sự khác biệt lớn về bản chất hợp tác làm ăn này. Chống quan tham và Dương Công Minh. Trong một diễn biến khác, chỉ vài ngày trước lễ ký kết vừa nêu giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải, một Facebook mới lập có tên Chống Tham Nhũng đã đăng một bài dài với tựa đề Sốc lộ âm mưu Dương Công Minh cấu kết với tướng tá quân đội nhằm xóa sổ sân bay Tân Sơn Nhất. Bài viết này nêu ra rất nhiều chi tiết về nhóm lấy quân đội với hai bố con mà nhiều người cho rằng ám chỉ là cha con Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Phùng Quang Hải, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 của Bộ Quốc phòng, trong mối liên đới thâm sâu với diện tích 157 hectare mà nhóm này đã chiếm sân bay dân sự Tân Sơn Nhất để làm sân gôn và nhiều công trình ăn chơi nhảy múa khác. Tuy nhiều chi tiết của bài viết trên Facebook chống quan tham là khó có thể được kiểm chứng, nhưng bài viết này đã nêu ra một ý quan trọng. Phía Bộ Quốc phòng chỉ cho Bộ Giao thông Vận tải mượn 21 hectare đất để tạm thời chống nghén bay. Nhưng sau khi sân bay Long Thành xây dựng xong, thì 21 hectare đất phải trả lại cho Bộ Quốc phòng. Và đáng lưu ý là chi tiết này của Facebook chống quan tham đã được xác nhận tại lễ ký kết vừa kể giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải, tức là chỉ cho mượn, chứ chẳng có gì gọi là bàn giao. Bài viết trên của Facebook chống tham nhũng còn nêu ra một khả năng cực kỳ đáng lo ngại. Một khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động và toàn bộ hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành, 800 hectare đất vàng của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rơi vào một đại gia của nhóm lợi ích quân đội, đó là ông Dương Công Minh. Chưa biết khả năng này có xảy ra hay không, nhưng những gì mà người ta biết về đại gia Dương Công Minh có thể gây ra mối nghi ngờ và sợ hãi đến mất ngủ về nhân vật này. Hiện tượng rõ ràng nhất là ông Dương Công Minh đã chiếm 157 hectare đất của sân bay dân sự Tân Sơn Nhất từ nhiều năm qua. Dự án sân gôn cũng do tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh làm chủ đầu tư. Tập đoàn này còn tai tiếng với hàng loạt scandal như xây không phép sân tập gôn và nhà hàng Him Lam, tự ý lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn, xây vượt tầng trái phép, coi thường pháp luật, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác, lọt danh sách đen cưỡng chế nợ của Bộ Tài chính với tổng số nợ lên đến 34,8 tỷ đồng, vân vân. Nổi tiếng với những bê bối tài đình như thế, nhưng không hiểu sao tập đoàn này vẫn được bảo kê để lập lãnh địa riêng trên 157 hectare trong sân bay. Thậm chí theo một nhà báo có thâm niên trong ngành hàng không, chủ tập đoàn này còn nhấn tâm đầu độc người dân thành phố Hồ Chí Minh bằng 200 tấn thuốc trừ sâu. Giờ đây, khi không còn Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải, người dân e rằng đạn của những đại gia quân đội như Dương Công Minh vẫn còn quá dồi dào, đủ để bắn phá nhu cầu lưu thông thiết thân của dân chúng và khách quốc tế. Do vậy, cách gọi đúng tên cho lễ ký kết vừa nêu giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải phải là quân đội phải chuyển trả lại 21 hectare cho sân bay dân sự, chứ không hề tạm bàn giao hay cho mượn. Thế cải cách quân đội. Nhưng dù có phải trả 21 hectare đất thì phía quân đội vẫn còn chiếm dụng đến hơn 150 hectare, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang rơi vào cảnh tắc nghẽn hàng ngày, cả dưới đất lẫn trên trời. Điều chắc chắn là nếu không có một áp lực đủ lớn từ công luận hoặc không xuất hiện cái cải cách đủ mạnh nào trong quân đội, tương lai mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ là cái bánh vé,
Thậm chí ngược lại, không loại trừ một khả năng là 800 hectare đất của sân bay này, tính cả diện tích đang dùng cho phần dân sự, sẽ lọt vào tay lợi ích nhóm quân sự một khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động và được mặc định là thay thế cho sân bay Tân Sơn Nhất. Một dấu hiệu mỏng manh để người dân có thể hy vọng vào thu hồi sân Gôn để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên Cục Hàng không nêu ra đề xuất này, trong khi trước đó không có một cơ quan nào dám bạo phổ như thế. Người ta còn cho rằng, nếu không có một tín hiệu đồng thuận tối thiểu nào đó từ phía Đảng và trong quân đội, thì sẽ chẳng có một bộ ngành chính phủ nào cả gan dám xé ra một đề xuất. Theo cách đó, cho dù có uống mật gấu, và sân Gôn Tân Sơn Nhất cũng bởi thế còn có thể trở thành một bàn cờ chính trị. Không chỉ là các đấu sĩ thời hậu Phùng Quang Thanh với số trước đó, mà có thể còn dắt dây cả việc lực lượng trong Đảng muốn thể hiện vai trò của mình càng hoành tráng, càng hay, nhất là trước Hội nghị Trung ương 5 và 6 trong năm 2017, mà không còn cách nào khác sẽ phải phân tranh cao thấp về ai sẽ làm Tổng Bí thư trong tương lai.